bột rửa mặt Enzyme và than tre hoạt tính UV Skin, bí quyết thải độc da và làm sạch chuyên sâu chỉ trong một bước sử dụng. Sản phẩm dàn bột với công thức vượt trội từ than tre hoạt tính và Enzyme Payben giúp làm sạch sâu, thải độc da và loại bỏ bã nhờn, cũng như ngăn ngừa và làm giảm các hiện tượng viêm da. Với thiết kế thông minh đầy ý tứ của nhà sản xuất, bạn hoàn toàn dễ dàng hiệu chỉnh một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay và cho thêm một chút nước để hòa tan lượng bột. Nhẹ nhàng hòa đều lên mặt. Massage nhẹ nhàng theo chuyển động hình tròn. Từ dưới lên trên. Từ trong ra ngoài. Quá trình massage da mặt sẽ cuốn trôi hết bụi bẩn, bã nhờn, các độc tố trên da, giúp tối ưu hóa hiệu quả làm sạch sâu và thải độc cho làn da. Rửa mặt lại với nước sạch để làn da của bạn được làm sạch hoàn toàn. Bạn sẽ thật sự cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tươi mát của làn da sau khi được làm sạch, detox hoàn toàn. Hãy khám phá sự kỳ diệu mà sữa rửa mặt Enzyme và than tre hoạt tính dạng bột UV Skin mang lại cho làn da bạn.